Không thể theo thầy được suốt cả chặng đường. Với một cái tâm thức của người Phật tử thì có mấy cái câu thơ để gửi trên chặng đường cho thầy bằng phương pháp ngâm thơ. Tuy là không hay nhưng mà đây từ một cái tâm thức của con người. Xin được đọc bạch thầy trước và mọi người xin nghe. Đảnh lễ thầy Minh Tuệ, đầu trần chân đất khắp nơi nơi, chẳng có dép dày với áo tơi, đầu đà tu hành khổ người ơi, dạo bước thầy đi khắp nơi nơi, bàn chân rướm màu màu Phật tổ, hai chữ Di Đà nở như hoa, không tiền không nhận tiền quà người biểu kình, ngày dùng một bữa đủ là thôi, một cảnh chân tu ngủ chỉ ngồi, tha ma vách đà nơi đồi vắng, hồi hướng muốn dân đặng bình yên, kết gia an tọa lòng thiền định, bóng tựa Phật đà dạng ánh linh, muôn dân trăm họ lòng cung kính, choàng áo cà sa bài tha ma, khiêm nhường mộc mạc lòng uyên bác, xem nhẹ thân này cỏ như không, không tiền không bạc không nhà cửa không chùa không miệu, chỉ một trong trong mình tu luyện lời Phật dạy, khổ ải bao nhiêu chẳng sờn lòng, bóng thầy Minh Tuệ thật mênh mông. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô